Video này em đang bán 4 chiếc âm ly. 4 chiếc âm ly của các hãng như âm ly Pioler, âm ly Mazan, âm ly Sansui và âm ly Delong, tất cả đều là của Nhật Bản các bác nhá. Tất cả đều là những thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Một chiếc âm ly có tích hợp Bluetooth của hãng Delong đến từ Nhật Bản, model là DT1. Cái âm ly này nó có đầu đĩa các thứ nhá, nó có chạy cả đĩa CD rồi có tích hợp Bluetooth này. Đấy, dòng cao cấp, dòng đời mới. Một chiếc âm ly Sansui 607 LX Cha, dòng này rất là nổi tiếng của đầu 6. Đầu 6 thì cái dòng 607 LX Cha là rất nổi tiếng thôi nhá, rất là nổi tiếng. Chất âm của nó rất hay, chạy sò NAPT. Một chiếc âm ly Pioler 7600 2 la mã. Dòng này là dòng huyền thoại của Pioler nhá. Dòng này đó là đàn em của dòng 7800 2 la mã. Đấy. Thiết kế y xì như dòng 7800 2 la mã. Và một chiếc âm ly Mazan PM7003, dòng cao cấp, dòng đời mới. Thì em sẽ quay chi tiết từng sản phẩm một và em báo giá để các bác tham khảo. Đây là chiếc âm ly dàn Delong, model là DT1. Âm ly này thì nó chạy cả đĩa CD, cái khe này khe để các bác nhét đĩa CD. Đây có tính năng Bluetooth nhá. Âm ly này là âm ly đời mới, sản xuất năm 2019, đời mới có Bluetooth các bác này. Đấy. Đây là mấy cái nút tăng giảm, mấy cái nút chỉnh tăng bài hát thì âm ly này có điều khiển luôn nhá. Âm ly có điều khiển, nó điều khiển em không để đây. Thì các bác mua là em sẽ bán cho các bác cả điều khiển luôn. Điều khiển zin theo máy luôn nhá. Đấy. Đây là chỉnh âm lượng, nói chung là tất cả các thao tác các bác thao tác trên điều khiển hết nhá. Có các bác thao tác trực tiếp trên máy cũng được. Có điều khiển cho các bác chơi thì điều khiển thì em quên nó không bỏ ra. Nên mà điều khiển quên mất. Quay chi tiết để các bác xem và báo giá. Chiếc âm ly này có giải mã luôn các bác nhá. Giải mã digital cho smart TV, có Bluetooth. Rất là tiện, sử dụng rất tiện, các bác kết nối không dây với điện thoại nghe nhạc, rất là hay. Đây cạnh bên của âm ly. Và đây là mặt sau các bác. Mặt sau thì nó có đường cắm dây AM, cắm FM để các bác nghe radio. Đây là tín hiệu đầu vào nhá, tín hiệu AUX đầu vào. Các bác cắm TV, điện thoại, máy tính. Và đây nó có một cổng digital in đúng không? Digital in này các bác cắm từ Smart TV xuống, cắm qua cổng optical. Đây là cầu ra loa các bác. Đấy. Cổng đây là cổng này cắm nguồn. Thương hiệu Delong DT1, công suất 30W. Âm ly này thì các bác chơi các dòng loa nó tay, nó bốc xeo của các hãng như của Nhật Bản, của Mỹ đều chơi được hết các bác nhá. Cứ bass tầm 16 quay đầu. Các bác chơi các dòng loa bass tầm 16 nhá, các bác nhá. Từ tầm 16 quay đầu. Đánh rất là khỏe, tiếng hay. Có chỉnh bass tép. Âm ly này có chỉnh bass tép trên điều khiển luôn nhá. Điều khiển của nó có chỉnh cả bass tép luôn, đầy đủ các tính năng ăn chơi cho các bác. Thì em báo giá luôn là chiếc âm ly này hoạt động hoàn hảo, mọi chức năng em test hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, em bán với giá 3 triệu. Giá 3 triệu cho sản phẩm âm ly Delong DT1 có tích hợp Bluetooth luôn, các bác kết nối điện thoại, TV, máy tính. Đó nhá. Kết nối không dây điện thoại nghe rất là hay, rất là tiện. Giá 3 triệu. Bác nào quan tâm thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302. Tiếp theo sản phẩm tiếp theo là chiếc âm ly Sansui 607 LX Cha. Sansui 607 LX Cha, dòng này rất nổi tiếng của dòng đầu 6 và được các bác các anh em đánh giá rất là cao. Nó chạy sò LAPT thôi nhá. Công suất 230W, âm ly này các bác vừa kết hợp các dòng loa bass 25, 30, 40 các bác vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke rất là hay. Âm ly đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Đấy, zin nguyên bản 100% nhá, chưa một mối hàn luôn. Bao thợ thời check các bác. Đấy, đây là mặt trước này, mặt trước rất là đẹp. Có logo Sansui 607 LX Cha, mặt gương sang bóng. Nút nguồn, nút chọn cầu loa AB, A cộng B, chỉnh bass, chỉnh tép, cân bằng loa, volume tổng. Và đây là các nút đầu vào, C, Line, Tuner, Follow. Đấy. Đầy đủ tính năng cho các bạn chơi. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Chưa một mối hàn nhé, chưa một mối hàn. Lắp lưng sơn zin luôn các bác nhé. Sản xuất khoảng những năm 1989 đến nay là hơn 30 năm rồi. Nhưng mà rất là đẹp, đây là mặt sau đây ạ. Mặt sau cũng rất là đẹp các bác nhé. Mặt sau rất là đẹp. Tất cả các cổng đầu vào, input, CD, line, tuner, đầu vào, đầu ra. Model 607 LX Cha, 250W, điện nguyên bản 100V, series là 119 các bác nhé. Đây là hai cầu để các bác bắt loa. Trở kháng của chiếc âm ly này từ 4 đến 16, đấy, giải rất là rộng nhé. Đánh tất cả các dòng loa, loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu, tất cả các dòng loa đều chén hết. Dòng âm ly này thì nó không kén loa nhé. Đánh tất cả các loại loa bass 25, 30, 40. Các bác vừa nghe nhạc vừa kết hợp karaoke rất là hay. Chiếc âm ly này thì em cũng đã có một video em mở các bác xem nội thất rồi. Thì video này em chỉ báo quay sơ qua và báo giá nhanh thôi. Đấy.
bao zin 100% chưa một mối hàn nữa nhá. Thì chiếc Omni này em bán giá 7.500.000. Giá sản phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Nếu bác nào quan tâm alo em theo số điện thoại 0382328302. Đấy, giá thì nó vô cùng nhá. Mỗi chiếc Omni nó sẽ có một mức giá khác nhau, hàng xấu, hàng bờ, hàng bãi, rồi hàng xấu, hàng lỗi, hàng hỏng, mỗi chiếc nó sẽ có một mức giá khác nhau nhá. Chiếc này đẹp xuất sắc riêng nguyên bản thì em bán giá 7.500.000 đồng. Đấy, tiếp theo là chiếc Omni Pioneer 7.625 mã. Tiếp một chiếc Omni Pioneer 7.625 mã zin nguyên bản đẹp xuất sắc. Chiếc Omni này sản xuất khoảng những năm 70 của thế kỷ trước, đến nay nó khoảng trên 40 năm rồi nhưng rất là đẹp quá nhá. Đấy, đàn em của dòng 7.825 mã rất là huyền thoại. Cái này thì chất âm nó tương đương với dòng 7.8 nhá, công suất nó nhỏ hơn tí thôi, chất âm tương đương. Đấy, nó gọi tương đương 19.5-10 7.625 mã. Đấy, mặt trước nhìn rất là cân đối nhá, nhìn rất đẹp, dòng này nó huyền thoại rồi, nghe hay bầy đẹp. Các bác đánh các dòng loa Nhật bát 25-30 đánh rất là căng. Mặt trước thì nó có hai cái đèn vu vẩy nhá, đèn vu vẩy khi các bác cắm điện lên nó sẽ có cái đèn màu vàng, đèn lên màu vàng, và hai kim cắm điện thoại cắm có tín hiệu nhạc vào thì hai kim này nó sẽ vu vẩy nhìn rất đẹp. Và đây nút nguồn của Omni, nút chọn cầu A, B, A cộng B, subsonic, chỉnh bass, chỉnh tép, low lớt, tép monitor, cân bằng loa. Và đây là volume rất là đẹp luôn nhá, 7.625 mã. Mặt trước thì duy nhất chỉ có một vết xước nhỏ chỗ này thôi các bác, xước nhỏ thôi. Đấy, rất là khó nhìn luôn nhá. Bao mắt kém thì gần như là không nhìn thấy. Rất là đẹp, nói chung là tuổi đời nó đẹp xuất sắc so với tuổi đời của nó nhá. Đây là mặt trên của Omni. Omni này thì em cũng chưa tháo ốc luôn nhá. Đây lắp lưng sơn zin này, chỗ vị trí này thì bên nước ngoài họ dán băng dính về, em bóc ra nó bị bong tí sơn thôi. Đấy, nhỏ thôi nhá, không bị hưởng gì cả. Đấy, rất là nhỏ thôi. Lắp lưng sơn zin. Đây là cạnh bên của Omni. Em bao zin tuyệt đối luôn nhá, chưa tháo ốc luôn. Chiếc Omni này em chưa tháo ốc luôn. Đấy, về em chưa tháo ốc. Mặt sau nó có cái lèn đen, cái lèn sơn bằng đen. Nhưng mà em nhìn thấy gần như là không vết xước quá nhá. Cái mặt sau này gần như không có vết xước nào cả. Hàng em đấu giá mạo tuyển chọn rất là đẹp. Đây là các cái đầu vào này, đầu vào follow tuner AUX. Đây là cọc bắt loa này, cọc bắt loa. Cái này các bác ấn vào các bác nhét dây loa vào thôi, rất là tiện. Tiện và nhanh gọn nhá. Đánh AB trở kháng từ 4 đến 16, A cộng B từ 8 đến 16. Pioneer 7.625 mã. Điện 100V, công suất 115W, series là 868. Đẹp xuất sắc riêng nguyên bản. Em bán giá 4.500.000 thôi nhá. 4.500.000 cho một chiếc Omni đẹp xuất sắc này. Đấy. Quá đẹp luôn rồi nhá. Không có điểm chê. Giá 4.500.000. Chiếc Omni này nó có khoảng size khoảng 42 em nhá. Để em chưa đo, nhưng mà nó khoảng 42, size của 42 để em đo thử cái xem. Chiếc Omni này nó có size 42 em nhá. Chiều ngang 42 và con săn xui 607 này đo lốt cho các bác xem luôn này. Săn xui 607 này thì là 43, size 43. Đấy, còn cái con Omni dàn này thì nó chiều ngang nó khoảng 21 các bác nhá. Chiếc Omni săn xui 607 a 7.625 mã này em giao lưu bác là giá 4.500.000 nữa. Đẹp xuất sắc riêng nguyên bản, rất đáng để chơi và sưu tập. Giá trị nó không cao nhưng mà nó mang cái giá trị, cái giá tiền mình bỏ ra nó không cao nhưng mà cái nó mang cái giá trị sưu tầm rồi nhá. Nghe hay bầy đẹp. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn các bác, nhìn rất đẹp các bạn. Đấy, đẹp xuất sắc luôn rồi nhá. Giá 4.500.000, bác nào quan tâm alo em theo số điện thoại 0382328302. Giao hàng toàn quốc. Tiếp theo là em thanh lý một chiếc Omni Marzahn PM7003. Em thanh lý một chiếc Omni Marzahn PM7003 zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, màu bạc, dòng cao cấp, dòng đời mới, thiết kế rất là đẹp quá nha, thiết kế rất là cân đối và hài hòa. Chiếc Omni này sản xuất khoảng những năm 2009, đời rất là cao. Đấy, đây là mặt trước của nó đây ạ, mặt trước nó thiết kế dòng thiết kế rất là nhìn rất là, gọi là dòng Omni 2N quá nha, 2N đời mới. Đây là mặt trên của Omni, mặt trên thì cũng còn khá đẹp, có một vết xước chỗ này, vị trí này. Đấy, và vài vết nhỏ li ti. Đấy. Tất cả riêng nguyên bản 100% thôi nhá. Riêng nguyên bản 100%. Đấy, đây vị trí này là tối đấy, tối ánh điện. Đấy. Rất là đẹp, mặt trên cũng còn khá là đẹp. Mặt trước thì đẹp xuất sắc thôi nhá. Mặt trước thì những cái vị trí này đẹp xuất sắc luôn. Gần như không, em nhìn như gần như không vết xước. Marzahn PM703, vị trí này thì nó cấn này. Vận chuyển về nó cấn này thì em thanh lý giá rẻ. Marzahn PM703 công suất 200W. Marzahn đây, PM7003 đây. Có nút nguồn. Nút chọn đầu vào. Đấy, xoay rất sướng. Đây là các cái
hiển thị các đầu vào nhá. Khi mà mình bật nguồn lên mình xoáy thì nó sẽ đèn sẽ sáng, đèn màu xanh nó sẽ sáng. Mình xoay đến đâu nó sẽ sáng ở đấy nhá. Polo, CD, Tuner, DVD, đấy, muting. Âm ly chạy hai cầu AB, A cộng B. Đấy, hai cầu AB, A cộng B. Chỉnh bát, chỉnh tép, cân bằng loa. Đây là nút nút chỉnh âm lượng. Bạn rất là sướng. Đấy. Đây là cái đèn này là đèn hồng ngoại nhé, đèn hồng ngoại để mình bắt điều khiển. Quay tiếp cạnh bên. Cạnh bên rất là đẹp quá nhé. Mặt sau thì lại càng đẹp luôn các bạn. Mặt sau đẹp gần như không có điểm chê, không có vết chảy xước nào cả. Mặt sau các bạn nhìn trên cái nền đen này, trên cái nền đen của nó gần như không vết xước các bạn nhé. Nếu mà xước thì nhìn nó sẽ lộ luôn. Cái xước là vết xước là vết xước màu trắng, khi cái nền đen này sẽ lộ luôn. Đây là các cái đầu vào của âm ly, có cổng CD mạ vàng này, mạ vàng nhìn rất đẹp. Bên tây thì họ vẫn dùng thường xuyên thôi nhé, thì nó vẫn còn rất là bóng, nó vẫn còn cái vết cắm rút này. Đấy. Còn những cái cổng này họ không dùng nhé, nó không có vết cắm rút nào cả, họ không dùng, họ chỉ dùng mỗi cổng này thôi. Đấy, về các bác dùng cổng nào các bác cắm cổng đấy, nhưng mà nếu mà dùng CD các bác cắm cổng CD, cổng CD nó mạ vàng nhé, tín hiệu truyền dẫn tín hiệu rất là tốt. Và đây là cổng bắt loa các bác, cổng bắt loa rất là cao cấp nhé, dòng cao cấp, dòng đời mới. Âm ly trở kháng của âm ly là từ 4 đến 16, AB là từ 4 đến 16, A cộng B từ 8 đến 16. Marzahn PM7003 điện 100V, công suất 200W. Rất là đẹp các bạn. Đầy đủ nguồn cho các bác nhé. Các bác mua đây là nguồn rời này, âm ly chạy nguồn rời này. Thì các bác mua em sẽ cho gửi luôn cho bác cả cái nguồn rời luôn. Quay tiếp cạnh bên kia rồi em quay lốt cái vị trí điểm yếu của nó thì em báo giá. Đây là cạnh bên này ạ. Vận chuyển về nó cấn góc này nhá, cấn góc này, cái miếng này là miếng nhựa này, miếng nhựa họ ốp vào thì vận chuyển về nó va đập thì nó bị cấn góc này. Tất cả di nguyên bản các bác nhá, di nguyên bản 100% em chưa tháo ốc luôn, em đã test hoạt động ok tất cả mọi chức năng. Đây là vận chuyển góc này này, nó bị cấn góc này thì em bán rẻ khoảng gần một nửa so với giá thị trường. Đấy. Thị trường thì những cái dòng model PM17003 này thì thị trường bán giá khoảng trên 8 triệu các bác nhé. Các bác cứ check Google nó ra thôi. Thị trường bán khoảng trên 8 triệu. Đấy, cái dòng PM7003 này. Dòng này thì cá nhân em đánh giá thì em thích cái dòng này hơn là các cái dòng Đà Lông 1500 ấy nhé. Đấy. Cấu hình của nó, nói chung là chất âm của nó thì nó tương đương với cả cái dòng Đà Lông 1500 giờ, 25 mã, 35 mã, 45 mã. Nhưng mà cá nhân em thích cái tiếng của dòng Marzahn hơn, tiếng của nó dày hơn, nó ấm hơn nhé. Đấy, Marzahn thì nó vẫn có cái chất gì riêng, cá nhân em đấy là em đánh giá riêng cá nhân thôi. Còn các bác thích hãng nào thì các bác mua thôi. Chứ cá nhân em nếu mà để chọn chiếc 7003 này và chiếc Đà Lông 1500 giờ 25 mã thì em sẽ chọn chiếc Marzahn này nhé. Đây là cá nhân em chọn chiếc này. Đấy, còn tùy các bác thích loại nào thì các bác mua. Đấy, chiếc này giá thị trường nó tầm trên 8 triệu. Thì mức giá thông thường mà em bán ra chiếc âm ly này nếu mà không vấn đề gì thì em bán mức giá thông thường em bán ra thì nó tầm 7 triệu rưỡi nhé. Tầm 7 triệu rưỡi. Nói chung là cái giá vẫn rẻ hơn với giá thị trường. Còn chiếc này thì vận chuyển về nó bị cấn góc này các bác. Nó bị cấn góc này. Nó cấn mỗi góc này thôi. Thì bác nào không quan trọng lắm thì các bác có thể sử dụng chiếc âm ly này. Nó rẻ hơn so với mức giá thông thường khoảng vài triệu. Đấy. Thông thường thì em bán khoảng 7 triệu rưỡi. Chiếc âm ly này hôm nay thanh lý cho bác giá 4.500.000 đồng. 4.500.000 đúng nhá. 4.500.000 em bán lỗ rồi. Đấy, vận chuyển về nó không may thì em bán lỗ thôi. Nó rẻ được khoảng 3 triệu. Nó vận chuyển nó cấn góc này này thì các mua chiếc này về nó rẻ được khoảng 3 triệu nhá. Thông thường là chiếc này em bán 7 triệu rưỡi. Đấy, thì chiếc này nó bị lỗi thì em bán nó bị cấn vị trí này. Lỗi nó không phải lỗi, vận chuyển về thì nó cấn thôi. Nó cấn vị trí này thôi. Nếu mà lỗi thì nó gọi là lỗi, ví dụ là lỗi thì nó gọi là máy móc là lỗi. Thì nó gọi là lỗi, còn đây là vận chuyển này nó bị cấn này các bác. Đấy, thì tất cả mọi chức năng dù bình thường em test hoạt động ok mọi chức năng. Em thanh lý giá 4.500.000 đồng. Giá rẻ hơn 3 triệu so với mức giá thông thường. Thì bác nào quan tâm thì alo em theo số điện thoại 038-232-8302. Em ở Yên Bắc Duy Tiên Hà Nam, giao hàng toàn quốc. Thì các bác mua hàng thì cọc trước cho em một ít số lại thì các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán nốt cho người giao hàng. Còn bác nào chuyển đủ thì em bao ship. Đẹp xuất sắc thôi nhé, đẹp xuất sắc, mặt sau nhìn rất đẹp luôn. Nói chung là dòng cao cấp thì nhìn nó vẫn khác. Đấy. Cái dòng là tiếng nó hay hơn mấy cái dòng Đà Lông 390 rất là nhiều nhé. Giá trước này nó chỉ ngang với chiếc Đà Lông 390 thôi. Nhưng mà tiếng nó hay hơn rất là nhiều. Nó là dòng, nó gọi là gần như dòng cao cấp rồi. Tiếng nó tương đương với các dòng Đà Lông 1500 giờ. Nhưng cá nhân em thích dòng này hơn. Đấy. Thiết kế rất là hiện đại. Nhé.
giá 4.500.000 đồng. Giá sản phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Bác nào quan tâm alo em theo số điện thoại 038 232 8302, rẻ hơn được 3 triệu so với mức giá thông thường. Thông thường mức giá chiếc âm ly này bán ra là 7.500.000, còn giá thị trường là trên 8 triệu.